Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến channel của mình. Mình là đi đây và hôm nay thì mình sẽ chơi về C1 và mình sẽ đánh tất cả boss ở C1, thử xem cái lượng máu của mỗi boss ở C1 là bao nhiêu nhớ bạn. Thì mình muốn làm cái clip này để cho mấy bạn tân thủ mà mới vừa farm ở mới chơi Darkroot đó bạn, có thể biết được cái lượng boss, lượng máu của boss và có thể canh đam được á. Ví dụ như là mới vô mấy bạn nó không có nâng nhiều điểm vô như là melee hay máu gì đúng không? Đó. Chỉ nâng vô trái quỷ nếu bạn nó có trái quỷ nha, nếu không thôi là nâng vô kiếm. Thì nó có biết lượng đam của boss là bao nhiêu đúng không? Đánh nè, hồi đó mình farm là mình cứ đứng canh canh nữa bạn. Đó. Cứ đứng 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 đợi chiêu đấm đấm thường nè, tới đấm thường cái. Đó, khi mà các bạn xài chiêu trưởng xa nếu mà đợi lâu quá thì boss sẽ đầy máu. Farm rất là cực luôn. Không có dễ đâu. Thì bây giờ mình thử cái lượng đam của mình. Đó, mình test lượng đam của mình vô quái. Đó mẹ khỉ rồi. Thôi khỉ rồi. Để xem còn bao nhiêu máu thì các bạn mới có thể canh đam chuẩn được để các bạn kết liễu boss ha. Đó thì cái clip này chắc mình dành cho tân thủ thôi. Còn bạn nào muốn thắc mắc lượng máu quái của boss đó là bao nhiêu ở C1 á thì các bạn cứ xem cho vui ha. Rồi, bây giờ mình quánh thử cái nha. Ồ, một hit tan rồi hả? Ồ, 2004 máu. 24 máu đây là mình nghĩ là tại vì cái đòn kiếm của mình đó bạn, nói không, cái đòn sword của mình á, giờ mình đổi nón vô nè là mình đánh sẽ khác nha bạn. Đó bạn thấy chưa, là mình đánh tới 2007 lần nha, tại vì tính theo cái đòn kiếm của mình á nên sẽ khác nha bạn, nên mình nghĩ là máu của khỉ là nhiều lắm, có 1000 mấy hả, 1000 mấy là cùng à, thật sự. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đảo tiếp theo nha, quánh boss tiếp theo nha. Khỉ chắc 1000 mấy á bạn, mình phải gọi là sao ta, reset điểm á, mình lấy cái cây kombucha nữa bạn. Đó, hoặc là cái cây súng độc của mình á. Cây súng độc của mình quánh bao nhiêu máu mới biết được, bắn nhiều máu mới được. Nhưng mà cái cây súng độc nó mà đánh mấy con boss mà châu châu hơn tí nữa đánh tới mai luôn bạn. Tại vì không có điểm súng á. Đánh lâu lắm. Rồi. Bây giờ qua thử cái boss Yeti nha. 1 2. Yeti mình nghĩ là cỡ 5000 máu hả bạn ơi. Vậy là boss khỉ hồi nãy là cho 1500 tới 2000 máu đi ha. Không tới đâu. Tại vì nãy mình chém một hit là như là Yeti mất hơn nửa máu đúng không? Xong máu đỏ mà một hit thứ hai là toang. Là mình nghĩ là cỡ máu của Yeti cũng không có gì lắm đâu nha các bạn. Máu Yeti cũng cỡ 5000 là cùng à. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đảo người cá nha, đi mấy đảo gần nhau trước. Với lại mình đánh mấy boss mà các bạn có thể nhận nhiệm vụ ra farm trước nha, còn mấy boss mà xì bam ra thì mình tính sau nha. Đó, có nhiều boss xì bam ra giống như là bên C2 là râu đen nè, lo hay là bên này thì bên này boss người cá chưa ra hả ta? Không ra liền hả ta? Cũng treo hả ta? Thì treo tí nữa mới ra boss người cá nha mày. Bên C1 như là có bố già nữa mày. Là bố già phải treo tôi cỡ 4-6 tiếng lận, nên bố già từ từ để mình tính sao ha. Rồi giờ mình chạy qua đảo nhà tù. Nhà tù. Trời ơi, nhìn đảo đảo ôi ý nhìn từ xa mình thấy cái đảo trời có mấy cái cầu thiệt nữa bạn. Có mấy cầu cho tân thủ nè, hay đó chứ. Ý rồi giờ qua tới hai boss này nhớ bạn. Đó, cái nhân vật gì trong nhà tù nè, nhân vật tấu hài nè. Đó, 1 hit 2 hit 3 hit. Ôi 3 hit, 4 hit luôn, 11000. Ôi 11000 máu luôn, nhiều dữ người ta. Rồi giờ tới nhân vật này nha. 1 2 3. Ôi nhân vật này máu yếu hơn hay sao á. Ủa máu yếu hơn ta hay nhiều hơn ta? Hồi nãy là quánh là 11-1 đúng không? Bây giờ 11-6. Ồ vậy bên này con quái màu đen này châu hơn quái màu vàng nhớ mày. Ủa qua tới đây là bắt đầu tới 11000 máu rồi đúng không? Từ từ nha. Nhiệm vụ đây là level bao nhiêu vậy? 200 mấy rồi bạn ơi. 200 mấy là máu quái bên boss bên này là lên tới 10 mấy ngàn máu rồi. Ui, cũng châu phết đó chứ. Rồi đăng ký mình nghĩ là cũng treo á bạn, treo mấy phút mới ra. Giờ mình qua mấy chỗ mà boss ra liền đi ha. Hình như đảo cát không có nè. Bất ghi, đúng rồi, trời ơi. Hề bất ghi, có một vài đảo không có boss như là đảo đấu trường đó bạn.
Tổng bộ là phải đợi đâu đen à, đâu trắng lộn, Ú già xuất hiện, khác cũng không có nè. Chỉ có một vài boss thôi bạn ơi, cũng không nhiều boss lắm đâu. Giờ mình chạy bất kỳ nha, bất kỳ thì mình sợ không có xài kiếm được á, mình chỉ có đánh tay à. Bất kỳ né kiếm mà. Rồi đây, từ từ, bất kỳ có né kiếm nữa không? Né kiếm nữa là hơi bị đỉnh đó nha bất kỳ. Xuống này. Ô né kiếm thiệt nè bạn. Vãi thật sự. Trời ơi né hết luôn. Thiệt có chứ. Trời. Trời, quẹt nhẹ cái tan luôn. 2000 mấy máu hả bạn ơi. Cũng không có nhiều lắm luôn. Bất kỳ cũng giống như là boss khỉ các bạn. Một cào là xong nè. Rồi đi tiếp thôi. Tiếp theo. Giờ qua đánh boss Akainu. À trong này có boss nữa nè. Trong 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 đây có boss nữa. Xong rồi mình nghĩ là mình sẽ lên đảo trời. Đây 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 đây. Trong này có boss cùi cùi nữa mày. Đây. Đó. Trời ơi. Ô quên lộn lộn. Trời ơi yếu. Giờ mình mạnh đó bạn, nữa mình về mình thấy gì cũng yếu yếu mắc cười quá. Khi hồi đó là farm cực lắm luôn á. Đúng là cả quá trình farm đó bạn ơi, không đùa đâu. Vậy là mình chỉ đợi như boss người cá này với răng kia là xong đúng không? Hai boss nữa là xong, đợi chiêu tí là xong à. Giờ qua đánh Akainu đó, các bạn có thấy lượng máu hồi nãy ha? Thì như hai con boss trâu nhất nãy giờ mình đánh là có hai con boss trong đảo nhà tù các bạn, là 11.000 máu thôi, 11.000 máu với 11.600 đúng không? Còn lại là Yeti như 5.000 nè, khỉ ngàn mấy, bất kỳ mình nghĩ cũng cỡ 2.000 đó. Món quái ở đây đúng ít luôn mày. Nhìn ít 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 nhìn mắc cười ha. Rồi giờ thử Akainu nha. Ôi 4.700, 7.500, 10.000, 13.000, 15.000. Ôi Akainu trâu nữa bạn, Akainu gần 16k máu luôn. Ôi trâu nha. Ý hình như à, quái này bằng Yeti nữa bạn. Quái này thì bằng Yeti nè. Còn lại thì có Akainu. Vậy Akainu đang dẫn đầu nha bạn. Từ có Akainu level nhiêu ta? Thì đương nhiên là level càng cao thì boss càng trâu thì bình thường nha bạn. Rồi 350 lần mà, đúng rồi. Trời boss tới 350 lần mà không trâu mới lạ. Akainu là gần 16k máu lần. Nhiều dữ nha. Rồi bây giờ mình sẽ đợi mình giờ đi qua đảo đảo trời luôn ha. Đảo trời xong mình chắc mình đảo trời xong rồi mình về đảo người cá với lại đăng ký là xong á. Ui cái gì vậy? Hết hồn. Ủa cái đảo, ôi trời ơi, tưởng cái đảo này, tưởng tưởng cái có cái đảo bí ẩn nằm bên C1 chứ. Hết hồn. À là trong này có boss chứ. À, quên 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 quên. Như trong này có boss gì nè, rớt cái áo đúng không? Sao mà quên được trời. Thì đó mình đánh hoài không gớt hả mày. Sao mà quên được. Trời ơi sao mà quên được. Sao mà quên được. Hai hit à, cũng hai hit nha mày. Nhưng mà boss này trâu hơn Yeti. Này mới đúng là 5.500 đó bạn. Còn Yeti mình nghĩ là có không tới 5.500 đâu. Ít hơn nhiều. Yeti xỉn nè. Rồi giờ tiến lên đảo trời thôi, để xem đảo trời có gì hot nữa không. Đảo trời hiện tại là khá là hot, tại vì có mấy cái cầu nữa bạn. Đó có mấy cầu nè. Dẫn lên thiên đường. Tính ra đảo C1 này các bạn thấy ha, nhìn cũng cách xa đó chứ. Trời ơi, chạy xa vãi luôn á. Rồi không có tiền mua cái thuyền này là chạy cực nữa mày. À không phải, không phải không phải đâu, hình như là bên C3 cái thuyền này được tính đi nhanh hơn á bạn, đúng không? Bên C3 là cái thuyền này được búp đi nhanh hơn, chứ bên C1 thuyền này các bạn thấy đi chậm ha. C3 mới chạy nhanh kìa, C3 mới búp chạy nhanh. Ủa đó phải không? Đó có những cây cầu dành cho tân thủ đi khá là dễ gì.
Hay nhờ. Đó. Lên thôi. Trời ơi, đó mà không có mấy cầu này ngồi nhảy, ngồi đợi stamina hồi đó bạn. Các bạn không biết đâu, đó mình cứ nhảy từng bậc nào, nhảy lên tới bậc này. Xong đứng chờ 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 cái Gibbo hồi nè. Hơi bị cực luôn. Chứ không phải là gì như bây giờ, giờ là quá sướng rồi. Thằng Nguyên sửa lại quá đã rồi. Nhưng mà từ từ đây lên kia không có cái cầu nha. Ủa vậy? Gì? Mấy dòng Kaido ở đây hả? Nhưng mà từ đây lên đây vẫn chưa có cầu nha. Vẫn hơi cực nha. Rồi. Ôi, nổ gì qua luôn kìa. Ảo thế. Rồi. Đây. Wiper. 1 2 ô cháu 3 4 4 5 6 ôi 7 hết lận bạn ơi. Gần 20k máu luôn. Ồ Wiper 19.900. Châu phết. Châu nha, bây giờ qua đánh chú trời mình nghĩ là cũng treo quá à. À chú trời ra luôn này nè. Vậy mình nghĩ là răng kỳ với lại người cá chắc ra rồi đó. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 hit lần nha bạn. 9 hit hồi nãy hình như là bao nhiêu ta? Hình như nãy mình nhớ là như lúc đầu đánh là 17.000 mấy đúng không? Xong mình bị hụt đòn đánh đó bạn, xong mình quánh hụt cái nữa là 2.700. Xong rồi hai phát cuối là quánh trúng là 5.000 gử. Là tổng cộng là cỡ hai mươi mấy nghìn máu các bạn, 25-26.000 máu nha. Boss chú trời nha. Là tới 25-26.000 máu lận. Ui, cũng trâu phết đấy. Ủa gì vậy? Rơi giữa không trung vậy? Trời ơi. Rồi giờ mình nghĩ là mình qua răng kia với lại người cá là ổn rồi đó. Đi thôi. Rồi. Như đảo đấu trường đâu có boss đâu đúng không? Đúng rồi, đâu có boss đâu. Rồi. Giờ qua thẳng người cá nè, người cá hai mạng nha bạn. Là mình phải chắc phải tính hai mạng luôn á. Là tính tổng hai mạng của người cá luôn, không biết hai mạng người cá có bằng boss chú trời ở trên hay không. Để mình thử nha. Yeah, để xem. Boss người cá này hai mấy mấy boss hai mạng là máu trâu lắm nha các bạn, thật sự. Giống như bên C2 là có Đô Phi nữa. Đó, mấy cái boss mà hai mạng á. Tại tính hai mạng còn lại là trâu lắm luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là ở đảo C1 là trâu nhất là chắc chắn là đăng ký rồi, đúng không? Trâu thì biết trâu rồi nhưng mà không có biết số lượng máu là bao nhiêu thôi á. Nên mình muốn cho các bạn coi, các bạn cùng biết chung với mình. Rồi. Ủa? À đây đây đây. Rồi ra nè. Rồi. Vô. Hút đi, hút hút đi. Ôi, cái mặt hút đi sửa lại đẹp vậy. À, giống 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 hơn rồi nè. Rồi. Ôi 11 11 11.000. 11.888. À cỡ 20k đó bạn ơi. À, vậy là cỡ 20k thôi ha. Hai mạng luôn, hai mạng là cũng cỡ 20k máu là cùng nè. Ôi tính ra boss. Ôi. Tính ra boss người cá này cũng gần như cũng ngang ngang Akainu đó chứ. Akainu cũng trâu lắm á. Rồi. Cũng được đó chứ. Giờ mình qua rank kia là cuối cùng nha mày. Còn bạn nào muốn mình thử lượng máu của bố già bên C1 đó để thì với bạn comment bên dưới nha. Giữa bố già ở C1 và râu đen C2 đó, hai boss đó là mình đang đang thắc mắc các bạn. Hai boss đó xài nói chung bố già râu đen các bạn, đó, nói chung là bố già râu đen, không biết ai máu trâu hơn. Tại mình thấy bố già bên này cũng trâu phết đó bạn, đâu có thua kém gì râu đen bên C2 đâu thật sự. Còn lo quỷ 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 lo bên C2 trâu lắm nha bạn, không được đâu, từ từ tính sao. Rồi giờ qua đăng ký gì vậy? Gì vậy? Chưa gì tới nằm rồi. Buồn đúng không? Buồn đúng không? Biết mà. Thôi không có gì hết, không có gì phải buồn. 1 2 3 4. Rồi, chỗ cháu. Trời. Trời đăng ký 46.000 máu. Cháu gì vậy? Ôi,
Tính ra rank kia trâu vậy. Rank kia tới 46k máu luôn các bạn ơi. 8.000 nè, quái bên này là có 8.000 mấy thôi nè. Rank kia tới 46k máu luôn. U là trời, trâu dữ vậy. Rồi thôi, chắc mình nghĩ là chắc kết thúc lấy tại đây ha. Thì clip này mình muốn cho bạn xem coi tổng của máu của tất cả boss ở C1 là bao nhiêu ha. Thì các bạn nào muốn mình làm thêm về series này nữa thì các bạn comment bên dưới nha. Để lại ý kiến bên dưới và mình sẽ thực hiện tiếp tục nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, nhớ bấm cho mình một like, một subscribe của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau nhé, bye bye. Ây nha, các huynh đệ đừng có xem chùa nữa đó mà. Thấy hay thì nhớ bấm like đi, đừng có xem chùa nha. Bấm like và một subscribe cho Ngọ, để Ngọ sớm lấy được 100k sub nào. Chị hiên.